sự kinh khủng luôn. Mà cơ thể bà cụ thì tương đối cũng ốm, nhưng mà đúng gương mặt bà cụ hiện gương mặt tròn trịa và đẹp nghe. Bà cụ gương mặt rất là đẹp, chắc chắn là do nhờ bà cụ có tâm, có quan hỷ, tâm quan hỷ vui vẻ. Giống như câu thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Thì coi này thôi, cái tay gì đâu mà quá trời luôn à, quá to luôn quý vị ơi. Đúng ra nếu mà không niệm Phật là sự đau đớn nó kinh khủng lắm, thấy không? Nhưng mà do bà cụ có quan hỷ, bà siêng niệm Phật, niệm suốt à, nó nên như Đức nói đây là tiêu chuẩn niệm Phật vãng sanh. Như người ta còn đòi đi bệnh viện đi này, cái chị con này chỉ có muốn niệm Phật vãng sanh không à. Bây giờ mấy người con ở đây là thấy bà cụ có đó rồi đi bệnh viện không mấy con? Không đâu, đúng không? Mấy người con ở đây rõ ràng là bà cụ đâu chịu đi bệnh viện đâu. Nên mà bà cụ bà muốn đi về đâu bà cụ? Dạ, A Di Đà Phật, bạch thầy, con giờ chỉ có một tâm nguyện là có cầu vãng sanh để về Tây phương cực lạc. Rồi á, cái tay bằng gì có đau không? Dạ, có từ cái tay thì không có đau, không đau, nhưng chỉ có bây giờ chắc là đến giai đoạn cuối thì trong cái cơ thể nó có cái bệnh của con nó đau một chút thôi. Dạ, còn tay con thì không không đau từ đầu đến giờ, con đã về chùa không có đau. À, rồi mà bà có niệm Phật được không? Dạ A Di Đà Phật, bạch thầy, bây giờ thì cái cổ con nó khó nói nên là chủ yếu là con niệm trong tâm A Di Đà Phật. À, nhưng mà bà bệnh đau gì, bà có buồn không? Dạ bạch thầy, con không có buồn cả, con vui vì được thầy lo cho đầy đủ các cô chăm sóc rất là nhiệt tình, nên là con không có lúc nào con buồn cả. A Di Đà Phật. Đây là tiêu chuẩn niệm Phật vãng sanh, tuy mang cái thân khổ đau gì nhưng mà thời gian nó ngắn ngủi. Đức Phật nói á, này các con, ở cõi này khổ đau nhưng mà nó chỉ ngắn ngủi thôi, các con hãy cố gắng niệm Phật về cực lạc chấm dứt khổ đau. Nên bà cụ gì á, là tiêu chuẩn niệm Phật vãng sanh, nên những Đức thấy á, gương mặt bà rất là sáng sủa, rất là đẹp. Quay lên những đoạn phim này chắc chắn là người ta coi người ta sẽ rất là hoan hỷ, kỳ thấy một người á, bệnh đau mà cái tai bự gì, cơ thể thì có những bệnh mà nó muốn muốn hoại à, sắp sửa tứ đại rã rời à. Nhiều người mà coi qua công đoạn này, quý vị ơi, chúng ta còn khỏe, chúng ta cố gắng niệm Phật, cố gắng tu nhân tích đức đi, để khi mà tới tuổi già, Phật đã nói mà sanh rồi già, bệnh rồi chết, nên ai cũng già và ai cũng bệnh, rồi cuối cùng ai cũng chết. Mà bệnh thì là nhiều loại bệnh, người bệnh này, người bệnh kia, người bệnh nọ, tùm lum bệnh. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng một người cư sĩ, bà cụ là cư sĩ thôi, mà bà lại siêng năng niệm Phật, và bệnh đau mà bà không có than van và không có khó chịu nghe quý vị, và không có đòi đi bệnh viện. Những Đức nói đây là duyên bất đồng, vãng sanh phẩm vị cao thấp là duyên bất đồng. Người như vậy vãng sanh phẩm vị cao, tại cái duyên ta thù thắng á, ta đòi ở chùa niệm Phật không à, không có đòi đi gặp bác sĩ, không có bị đưa đi bệnh viện nữa, mà theo tâm nguyện luôn. Bà cụ muốn ở chùa đưa để bà ở chùa, bà lo bà niệm Phật. Mà bà cụ thích ở trong chùa hay thích vô bệnh viện? Dạ A Di Đà Phật, bạch thầy là với thưa với quý vị là ngay từ đầu là con đi bác sĩ phát hiện ra ung thư là con quyết tâm là nói với các con là con không có theo bác sĩ, không có mổ xẻ, không có trị xạ gì, mà con ở nhà con uống thuốc nam, thuốc lá, sau đó giờ con về chùa con bỏ hết tất cả các loại thuốc, không có dùng cái gì hết. À, là muốn niệm Phật vãng sanh thôi không? Dạ A Di Đà. Đó. Thì nghe rõ ràng không? Đây gọi là tín nguyện niệm Phật vãng sanh nè. Nó chứ nếu như bà cụ bà hướng đến bác sĩ thì cuối cùng thọ mạng đến bà đi, thì có khi bà không được vãng sanh. Nhưng mà thiện căn rất là dày, muốn ở chùa, mà từ khi vô chùa giờ hoan hỷ lắm. Những Đức thấy nằm xuyên suốt gì nè, mấy cô chăm lo, mà lâu lâu những Đức vô thăm cái nghe,
là bà cụ bà rất là vui. Bà gặp cái bà là bà hước nước mình nói chào chào Thái. Làm gì đó. Hôm nay hai người con đều vô chăm lo cho mẹ nữa. Trong cái giây phút này mà con cái lo cho cha mẹ rồi động viên cha mẹ niệm Phật để tròn tâm nguyện cho cha mẹ. Cái việc làm này á, tổ sư nó là báo đại hiếu. Mình có lo cho cha mẹ cơm ăn áo bặn chỉ báo hiếu thế gian. Nhưng cha mẹ chết đi đọa lạc, còn này mình báo đại hiếu là giúp tròn cái tâm nguyện của cha mẹ thích ở trong chùa niệm Phật, tròn tâm nguyện của họ. Những đức thấy có nhiều người ta tu nhiều chục năm mà khi tới gần mắt già cả là người ta đi vô bệnh viện nằm. Vì đức nó uổng lắm. Mà bây giờ bà cụ bà được nằm ở đây mà bà siêng niệm Phật, bà nói chuyện rõ ràng luôn. Quý vị bà cử nghe bà cụ nói chuyện rõ ràng luôn. Cái tai thiệt là to luôn quý vị ơi, cái tai bự dữ lắm luôn. Nó như vậy mà tâm trí sáng suốt, đây là tiêu chuẩn niệm Phật vãng sanh. Con người á mà thất bại nhất là khi cuối cuộc đời mà nó lu mờ trí tuệ, tối tâm mù mờ. Thân thể thì ai cũng già, ai cũng bệnh rồi, nhưng mà đầu óc mà tỉnh táo là phước báo. Bà cụ rất là tỉnh táo, thấy không? Nếu cái đà này nghe bà cụ, chắc chắn là bà cụ phải ra đi vãng sanh thù thắng. Và cây đà sẽ đến rước bà. Những đức nhìn Phật tử, nhìn Phật tử còn thương. Tại vì cái tai bự gì mà không than, tha vang, không bực bội, không khó chịu gì. Thì đây là tấm gương mà những người coi qua công đoạn này nên học theo bà cụ. Hãy tín nguyện niệm Phật quý vị ơi. Những đức thấy rõ ràng thân thể bệnh đau gì mà bà không có rên rỉ. Thấy bà nằm đó với cái niệm Phật hoài à. Cái máy niệm Phật qua để ngay cái ngực qua cứ niệm Phật, cái máy niệm Phật nó rõ ràng luôn. Để ngay cái ngực rồi bật niệm Phật rồi kế đây là vòng hộ niệm. Kế đây là vòng hộ niệm nữa chứ. Nó nên từ nơi đó mà cuộc đời ai cũng bệnh đau, những đức mong là làm những công đoạn này, những người ung thư hay bệnh này bệnh kia, bệnh sida hay bệnh không có thuốc trị, bệnh này bệnh nọ, niệm Phật đi quý vị. Tại mình niệm Phật mình có chỗ mình nương về, đó là thế giới cực lạc. Còn nếu như mà bây giờ mà mình không niệm Phật mà mình chết cái là mình đọa tam đồ ác đạo, nó còn khổ ác đạn hơn nữa. Ở cõi đời thì nó khổ một, nhưng mà đọa tam đồ ác đạo nó khổ 1000 lần. Nên á, bà cụ phải quyết chí về cực lạc, về cực lạc mình mới trả ơn được và mình mới giúp cho con cháu được nghe bà cụ. A Di Đà Phật. Dạ bạch thầy, con quyết theo nghe lời thầy, con niệm Phật đến giờ phút cuối cùng để con được vãng sanh về Tây Phương cực lạc, thì con sẽ trả được ơn của thầy và của tất cả các cô các chú chăm sóc ở chùa. A Di Đà Phật. Thấy không? Giảng danh cực lạc đó, trả ơn cho hòa thượng, trả ơn cho quý thầy, quý cô chăm lo, rồi còn giúp được đó, cho con cháu biết tu hành, còn cứu được ông bà tổ tiên của mình. Vì trong nhà Phật có câu nói là một người thành tựu cũ quyền thăng. Gia đình chỉ cần có người thành tựu là cũ quyền thăng rồi quý vị ơi. Nó nên mỗi một người quyết chí niệm Phật về cực lạc nghe. Rồi những đức nguyện tam bảo gia hộ cho bà cụ. Tính nguyện mà cụ kiên cố gì, quán thân trái chủ của bà cũng sẽ hỗ trợ cho bà. Dù bây giờ người ta khảo đảo bà, nhưng người ta thấy bà người ta xúc động lắm. Vì bà có tâm quyết niệm Phật vãng sanh. Quán thân trái chủ bây giờ cũng hỗ trợ bà cụ để niệm Phật đưa tiễn bà cụ về cực lạc. Giúp được một người vãng sanh thì cực lạc, cái công đức này lớn dữ lắm. Còn trở ngại nhau mà không vãng sanh thì đỏ hết trơn. Nên bà cụ quyết chí về cực lạc nghe. Rồi bà niệm về câu Phật hiệu để lại cho đời nè. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quyết tâm vãng sanh nghe. A Di Đà Phật. Quyết tâm vãng sanh. A Di Đà Phật. Quyết tâm vãng sanh về cực lạc. A Di Đà Phật. Quyết tâm vãng sanh nghe. A Di Đà Phật. Quyết tâm vãng sanh nghe. A Di Đà Phật. Quyết tâm vãng sanh về cực lạc nghe. A Di Đà Phật. Dạ. Chào cụ nghe. Dạ. Rồi của thầy. A Di Đà Phật. Ở đây là phòng hộ niệm quý vị. Đây cũng có bà cụ. Bà cụ này là ung thư họng hả con? À, bà cụ này cũng ung thư cuốn họng quý vị. Bây hổm có chút đỉnh tiền, cũng đem cúng dường cho tam bảo hết trơn. Bây giờ ngồi đây niệm Phật, nhìn Phật A Di Đà, để mà trước nào Phật A Di Đà rước về cực lạc thì về cực lạc. Mang cái thân ở cõi đời này ai cũng bệnh, ai cũng già, ai cũng chết chứ. Nhưng mà các cụ được niệm Phật vậy là quý lắm nghe. Chúng ta cũng nhiều đời, nhiều kiếp sát sanh hại vật.
Nên đời này á, bây giờ đi đến đây á, nó mới mang cái thân bệnh đau để trả cái nợ sát sanh. Nên mong tất cả những người bệnh đau á, quan hỷ vui vẻ, niệm Phật đi, vui trả nợ đi. Như Đức từng nói câu á, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Nghe không? Nhớ nghe tất cả những người bệnh đau trong cuộc đời này nghe. Niệm Phật, thiếu nợ thì trả đi, đừng có than van nghe. À, bà cụ quyết định tâm niệm Phật đi đâu cụ? A Di Đà Phật, về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Bà có vài lời gì gửi người thân không? A Di Đà Phật. Khuyên người thân niệm Phật. Khuyên người thân niệm Phật để sau này mình được về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng là ung thư cái cổ họng khó chịu khổ lắm chứ vẫn đâu. Nhưng mà nhờ tịnh độ tu hành đó, ở đây mấy cô nhiệt tình chăm lo nha. Cụ coi đây như gia đình của mình để quyết chí về cực lạc nghe cụ. Hay giờ đầu và à đây bên đây cụ này cũng bệnh hả? À, và cụ ung thư thận nha. À, mặt mày sáng sủa nha. Sáng sủa. Quyết tâm niệm Phật, cô quyết định niệm Phật đi đâu cụ? Dạ, A Di Đà Phật, con bạch thầy, con quyết tâm niệm Phật để về Tây Phương Cực Lạc ạ. Mà ở đây thấy vui không? Dạ, ở đây rất vui ạ, được thầy, quý thầy quan tâm rồi hướng dẫn tu hành, rồi được quý thầy cô, rồi chú được quan tâm, rồi nhiệt tình sẵn sóc ạ. Dạ. À, nên bây giờ chúng ta mang cái thân này bây giờ đến với cuộc đời này mấy chục năm, lo cho con cái này kia, có vợ có chồng đàng hoàng rồi, bản thân mình đến lúc mà bệnh đau rồi, may thay gặp được Pháp Môn Tịnh Độ, quyết tâm để về cực lạc nghe. Về cực lạc mới hết khổ quý vị ơi, còn ở cõi này là còn khổ đau, ai cũng vậy. Nhờ gặp Phật Pháp chứ nếu không thì không biết đi về đâu. Nhớ về cực lạc mới giúp cho thăng bằng nguyên thuộc. Mình làm ông bà cha mẹ mà niệm Phật giảng sanh con cháu cái đức lớn chứ lắm. Con cháu tự nhiên mọi mặt tốt đẹp, nghe không? Nó nên những đức nguyện tam bảo gia hộ cho cô, tín nguyện kiên cố, quyết chí niệm Phật, tuy bệnh đau nhưng mà gương mặt vui vẻ, không có buồn, đa bằng các cụ mình vậy đó, tại được cỡ mở tâm tư hết rồi, nghe không? Rồi ai với đạo Phật, chào cô. Còn bên đây là nhiều bà cụ bà đang niệm Phật quý vị, đang hộ niệm. À, tự hộ niệm lúc này là lúc mà còn khỏe, nhưng mà bắt đèn lên đấy con. À, đây là các cụ khu yếu nghe quý vị, cụ khu yếu. Đây là thầy mà quyết tâm niệm Phật giảng sanh, giờ ông yếu rồi ha. À, chừng nào chờ Phật xuống rước về cực lạc nghe thầy. Thầy quyết tâm về đâu? Quyết tâm về Tây Phương Cực Lạc. À, quyết tâm về Tây Phương Cực Lạc nghe. Nó đây là thầy cũng xuất gia rồi, giờ thầy cũng yếu ở đây niệm Phật cùng với các cụ, thì quyết tâm về cực lạc nghe thầy. Ai với đạo vợ. À, đây mấy bà cụ nè, cứ mỗi ngày cái thời khóa tu là điều hộ niệm, điều hộ niệm để mà tập cho quen đi, để mai mốt mà khi yếu một cái đầu bắt điều hộ niệm lên hộ niệm dít các cụ cái bay về cực lạc liền nghe. À, như ông cụ này năm nay nhiêu tuổi ông cụ? 83 tuổi. 83 tuổi mà sắc diện hồng hào, ông cụ da mặt ông hồng hào ghê ta. À, ông quyết tâm niệm Phật đi đâu ông cụ? Về cực lạc thầy. Ờ, về cực lạc nha. Phải về cực lạc thôi, về cực lạc mới hết khổ nghe. Nó ông niệm vậy coi Phật hiệu kết duyên coi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, ông cụ quyết chí niệm Phật về cực lạc nghe. Bây giờ mình muốn quyết tâm về cực lạc thì bây giờ á, cái điều hộ niệm này mình tu á, những đức niệm câu cái cụ nghe, câu sau cụ vừa niệm theo là cụ xá xuống một cái, vậy là đỡ ngủ gục. Chứ nếu như mà ngồi im gu là ngủ khò khò, ngủ không là coi chừng con cò nó mổ. À, cụ này nhiêu tuổi rồi cụ? Dạ 80 ạ. À, cụ 80 tuổi rồi. Bà quyết tâm mà niệm Phật đi đâu? Dạ con quyết tâm niệm Phật đi về Tây Phương Cực Lạc với Phật Di Đà. Quá đẹp mà, nhìn mặt dễ thương quá trời mà.
Tưởng đâu gái 17 tuổi đâu lạc lòi vô đây. Không ngờ 80 tuổi luôn rồi đó nghe. Quá là đẹp mà cười cái coi. Em không? Nó 80 tuổi mà tỉnh táo sáng suốt rồi. Niệm Phật đây cũng là phước báo đó quý vị ơi. Mà có duyên nghe. Niệm Phật có duyên quá trời mà. Rồi niệm vài câu Phật hiệu kết duyên coi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quyết tâm giảng sanh nghe cụ ơi. Quyết tâm. Quyết tâm giảng sanh nghe. A Di Đà Phật. Rồi. Không, mình lo cho người già vì thấy tự nhiên trong lòng vui. Tại vì tương lai mình cũng già mà quý vị. Ở đây là mấy bà cụ già, không phải là bà vô đây mà bà yếu liền nghe. Đây là bà cụ này, ở đây mấy năm rồi cụ? Dạ, gần 9 năm. Gần 9 năm rồi đó nghe. Ta ở chùa gần 9 năm rồi chứ không phải là công đoạn này là mấy người mới vô chùa đâu nghe. Nên những người nào mà vô đây thì phải khỏe, đi tới đi lui được bình thường, cá nhân lo được bình thường. Chứ không phải là chờ đem băng ca ginh vô đây đâu nghe. Phải nói rõ ràng là mấy cụ nãy làm ký sự cũng vậy. Toàn là những cụ mà người ta cũng là ở đây thời gian rồi đó. Rồi khi người ta yếu là được nhà chùa lo luôn. Nên quý vị nên lo cho con cái đồ đàng hoàng hết. Mình còn khỏe mình vô chùa mình tu sớm đi. Càng sớm càng tốt. Nghe không? Rồi chúc cụ an lạc nghe. Còn đây nè bà cụ này là bà cụ mà nổi tiếng gãy tay nè. Gãy tay mà niệm Phật hết gãy nè. Cái tay hôm nay đưa lên coi thử coi nó có gãy không? Quên cái chừng nó có gớt xuống cái tay không? Có gớt không? Cái tay gớt không? Đâu bà đưa lên giảng sanh để coi được không? Nó thấy chưa? Bà cụ thì năm nay xin hỏi nàng nhiêu tuổi rồi? A Di Đà Phật, năm nay con 92 tuổi. 92 tuổi, nàng 92 tuổi. Sao còn mắc cỡ thế? Nên là quý vị thấy chưa? 92 tuổi quý vị. Mà cái tay bà không gãy là niệm Phật tự lành nữa luôn. Bà cụ này thì nhiều Phật tử đều biết hết chưa? Cái buổi qua rất nhiều người coi. Nay vẫn quyết chí niệm Phật để về cực lạc, nghe không? Vui vẻ hoan hỷ và quyết tâm niệm Phật đi đâu? Về cực lạc. Ô, về cực lạc. Sao nghe nói niệm Phật là đi về cõi trời làm tiên nữ? Không. Chứ về đâu? Về Tây Phương cực lạc với Phật Di Đà. Chứ tưởng đâu về làm tiên nữ chứ. Quyết chí niệm Phật về cực lạc cậu ơi. Phải về cực lạc nghe. Về cực lạc cụ ơi. Các bạn biết rằng như đức tâm cái cụ vậy đó. Để khi cặn tử nghiệp cái cụ là mình vô mình nói quyết tâm về cực lạc cụ ơi. Là bạn nghe cái là rồi bà về. Bà niệm Phật theo Phật nước bà về cực lạc à. Nghe không? Ở đây đại diện vài cụ thôi. Chứ cụ nào ở đây cũng dễ thương cũng giỏi chứ nghe. Nghe không? Cụ nào cũng là quyết chí về cực lạc nghe. Đó. Ai với đà Phật.